Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Bây giờ là bản tin buổi chiều của ngày 19 tháng 9 năm 2023. Là có một số cái tin mới và cũng có một số tin tiếp nối theo cái tin buổi sáng. Thứ nhất là vợ chồng của Zelensky đã đến bên Mỹ. Thì chúng ta biết là cái nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi. Bên Ukraine thì rõ ràng là người ta muốn chiến đấu và muốn đẩy hết quân Nga ra khỏi lãnh thổ của mình. Mà trong khi đó là người ta nói rằng đây là một cái cuộc gặp khó khăn nhất của Zelensky kể từ khi mà phát động, kể từ khi mà coi như là cái cuộc xung đột này xảy ra. Bởi vì quan điểm của bên Mỹ thì người ta rõ ràng rồi, Bộ trưởng Ngoại giao đã nói rồi, bây giờ chủ Biden thôi. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Blinken thì ông không có tranh cử tổng thống, cho nên là ông nói thì có thể là cũng không phải là tiếng nói cuối cùng. Thì Biden mới là tiếng nói cuối cùng, mà thậm chí cái câu cuối cùng của ông chưa chắc là chính xác, bởi vì là có thể thay đổi trong sau đó. Thế thì bây giờ ông Biden ý ông là cái gì? Một là rõ ràng là ông bây giờ ông vì ông cái đã, chứ còn Ukraine coi như gần như là thấy là thế là xong rồi đấy. Đấy. Bây giờ thứ nhất là một là phải chấm dứt trong cái tranh chấp của người Mỹ cũng như là các nước phương Tây. Đấy. Bây giờ dù sao cũng là đồng minh, mà đồng minh không trong cùng khối thôi, nhưng mà đồng minh ngoài khối thôi. Nhưng mà rõ ràng là tất cả Mỹ và đồng minh đã đổ vào cái trận chiến này để mà quyết đánh thắng Nga, hoặc là ít ra cũng phải Nga phải sụp đổ hoặc là kiệt quệ. Nhưng mà ngược lại, bây giờ kinh tế Nga thì tăng trưởng và đang từ cái vị trí thứ 6, thứ 7 thì bây giờ đứng thứ 5 thế giới và đứng đầu của châu Âu, vượt qua cả cái nền khổng lồ của kinh tế Đức. Rồi chiến tranh thì là bây giờ Nga lại đánh cầm chỉnh, chả vội. Ai cứ vội thì cứ vội, ở đây thì không có vội. Rồi ai thích phản công, thích tấn công thì cứ phản công tấn công. Tôi thì cứ là nấp, tôi chỉ phòng ngự, rồi tôi đánh lại rồi. Thì bây giờ qua cái mấy tháng phản công này nữa, cộng thêm cái năm ngoái nữa, thì hiện nay là cái lực lượng của Ukraine gần như là nát. Nhân lực không còn, một khi những bà bầu mà còn đem đi gọi là đi cái quân dịch, rồi những người già và những người bị thương, những người bị bệnh, tất cả kể cả những người mà đã di cư định cư nước ngoài là bây giờ phải mang về, thì chúng ta biết là cái nhân lực của Ukraine rõ ràng là sa sút, có thể nói là nghiêm trọng. Về nhân sự khác thì chúng ta thấy các tướng lĩnh của Ukraine thì thực tế cũng chả có ai, có một số vài hai ba người thì cứ nhắc mãi từ mấy cả năm nay thì toàn như vậy thôi. Rồi đặc biệt nữa là coi như là vừa rồi là thay toàn bộ cái bộ sậu, bộ trưởng và 6 thứ trưởng. Thì như chúng ta biết là một cái bộ máy chiến tranh quân sự là chiến tranh thôi. Một cái bộ máy chiến tranh đấy mà coi như là thôi hết thì nó cũng là báo hiệu một cái điều gì đó. Một là anh thôi thay đổi về chiến thuật, chiến lược gì đây. Mà thay đổi cái gì nữa, nó đang nó chiều tà, còn thay đổi cái gì nữa, thay đổi cái lúc bình minh hoặc lúc trưa, chứ còn bây giờ nó đã sắp tối rồi mà bây giờ anh bảo lạp cho nó sáng lên là cái này rất khó. Cái thứ hai nữa là do cái tham nhũng nó quá nhiều, cho nên Zelensky cũng làm cái động tác này để cho biết rằng là đây cái đám quân đội vừa rồi nó tham nhũng đấy, rồi nó những là tuyển quân, rồi nó là tù thứ trên đời ấy, nó làm bậy bạ, rồi bán vũ khí ra chợ đen, rồi những là khai khống các cái lính tráng nọ kia mất tích thì cứ kêu còn sống, tại vì còn sống còn chiến đấu thì còn có tiền. Đấy, thì coi như cả một cái ekip làm ăn như vậy thì cũng có thể là cái trường hợp đấy là người ta loại hết toàn bộ cái bộ sậu này. Và cái cuối cùng, cái thứ ba nữa, có nhiều cái nhưng mà tôi phân tích tôi nghĩ là ba cái vấn đề lớn, mà cái thứ ba nữa là rõ ràng ấy là nó là không hợp thời, nó không hợp với bây giờ thì phải lật đổ thôi. Đấy, và có thể nói rằng ấy là có thể chuyển sang một cái hướng đàm phán. Thì những con diều hâu này khi mà đã hạ cánh rồi thì những người khác người ta mới lên thì người ta nói đàm phán nó cũng dễ hơn. Đấy, chỉ cần anh hăng quá, anh xưa nay anh coi như anh nói mạnh quá, nói to quá, nói coi như là không rút lại được lời, thì bây giờ mà đi đàm phán sao được. Như Zelensky bây giờ bảo là bây giờ tôi chỉ đàm phán, thứ nhất là không đàm phán với ông Putin, thứ hai nữa tôi chỉ đàm phán khi mà không còn một bóng quân Nga nào ở cái Donbass, ở các cái tỉnh sát nhập và ở Crimea. Tôi chỉ coi như là đàm phán theo cái yêu cầu của tôi, vân vân. Thì nếu mà ông nói như vậy thì làm sao ông đàm phán được. Đấy, cho nên là khi mà người ta đã thay đổi như thế này thì có nghĩa là nó cũng đã là bước ngoặt, chắc chắn nó là bước ngoặt rồi. Thế chúng ta hiểu như thế nào thì hiểu, nhưng mà rõ ràng là ngay Blinken đã qua nói rồi, cái deadline cuối cùng đó là tháng 11, hết tháng 10, chấm hết. Còn các nước khác thì bây giờ người ta phải giúp, bởi vì sao? Thứ nhất là sức ép của Mỹ.
Cái thứ hai là bây giờ còn cái gì vót vét ra đồ hết đát hay cái đồ hỏng đồ hư gì cứ đẹp quá ấy. Đến khi nó mở ra nó dùng được thì nó dùng, nó không dùng được nó thối thì nó vứt, đạn thối thì nó xịt, còn nó đạn nổ thì nó toát nọc, chả làm sao thì cứ là cứ thế mà làm, để mà ít nhất là gì sau này mình có bị thì cũng cũng nên mình là nó lo cho đấy. Cho nên mấy cái ông bé con, mấy ông Man Tích hay là mấy cái ông lẹp phẹt đây, là coi như những ông Slovakia trước đây thế, là coi như hăng lắm, là coi như cung cấp hết, là cứ đưa hết cái xu 24 25 thì đưa hết cho bên bên đấy đi rồi sẽ được cái hạng 16, nó lại còn cái kiểu đấy nữa. Cho nên là anh nào cũng hăng hết, anh nào cũng là coi như là dốc sức giúp, nhưng đến bây giờ thì chúng ta thấy là rồi cái hạn mà coi như là cấm hạn chế cái cung cấp là hết. Thì bây giờ là các nước này nó không tham gia nữa, bây giờ chúng tôi là đơn phương chúng tôi là cấm nhập khẩu lương thực cung cấp tại Ukraine, không cần biết. Còn các ông là chủ tịch EU là cái mấy cái bà vớ vẩn đấy, bà von der Leyen làm chính thì coi như các bà ra mà các bà nhập, chúng tôi là không có nhập. Bây giờ nông dân chúng tôi nó bây giờ nó biểu tình, nó là coi như không chấp nhận được như vậy đấy, cứ bảo là cứ không cần làm cứ họ ăn, là chúng tôi cứ làm mà chúng tôi có ăn đấy, chúng tôi làm chúng ta thà chúng tôi làm mà coi vất vả chúng ta có một cái hạt gạo nó còn hơn là coi như là ngồi không mà ăn cái gạo và rẻ tiền đấy, tức là giảm giá. Cho nên là những cái vấn đề này rõ ràng là nó sẽ gây rất khó khăn cho Ukraine. Và trong cái cuộc đàm phán này thì Biden nó sẽ có hai đặt vấn đề. Cái đặt vấn đề đầu tiên tôi nghĩ đó là mì tính cái đường đàm phán đi, cách thức như thế nào, đứa nào đàm phán lo đi, cái thứ nhất để tao rút chân ra một cách đàng hoàng, coi như mày đánh mày thua chứ không phải là coi như cả cái khối này thua, làm sao đừng mất mặt tao là được. Cái thứ hai ấy, rồi nhưng mà mày một mặt mày như vậy, nhưng một mặt ta sẽ giúp mày cho đến hết tháng 10 này mày có vật được không. Bây giờ mày đang nằm dưới đây, cái lưng mày dần dần chạm đất rồi đấy, nó thằng khổng lồ nó nằm trên người mày đấy. Bây giờ mày quất cái thằng khổng lồ nó ra, xong rồi là cho cái thằng khổng lồ nó lại lưng nó dính đất, còn mày mày là thằng tí hon, mày là thằng thương binh, bây giờ mày vật nó mình ngược nó lại, cái thằng khổng lồ nó là cái lưng nó dưới đất là mày ngồi lên bụng nó thì mày ok, mày muốn gì được đấy luôn đấy. Tình thế là bây giờ cụt một tay cụt một chân mà đây giờ nằm lưng chấm đất đến nơi rồi mà còn đòi quật lại cái thằng kia nữa thì hơi bị khó. Thằng kia giỏi võ lắm. Các bạn biết rồi, judo với ông tướng Ba Lan, nếu các bạn mà tìm trong cái hệ thống video của tôi trước đây là coi như một cái ông tướng Ba Lan hồi đấy cũng chưa đánh đấm gì, rồi còn bang giao nói chung là vẫn kể cả EU rồi châu Âu kể cả Mỹ cũng vẫn đang là ngoại giao đang vui vẻ với nhau thôi, chẳng qua đùng loạn này thì đến lúc nó đùng loạn thôi. Thì cái hồi đấy ông Putin nó đánh với ông tướng của Ba Lan hoành tráng, ông Nga giỏi võ, thế ra ông Hoàng coi như đâu có phải cỡ 15 giây là coi như vờn vờn, xong vào 15 giây sát vô một cái ông lập cái rầm cái là té xuống sàn ngay đấy. Cho nên bây giờ Zelensky này thì chỉ có múa mép thôi, chỉ lên biểu diễn gì riêng nó kia này cho cười thì được, chứ còn nếu mà võ thì coi như ông kia ông búng tay cái là lên được. Cho nên là bây giờ cái nhiệm vụ qua bên này anh bên này rất khó, bây giờ chủ yếu là qua nói theo kiểu ngoại giao, nói theo cái kiểu như là hoặc là những cái bí mật. Bây giờ nói là tao nói thật với mày là tao không giúp nữa rồi đấy, tao chịu đấy, bây giờ nó đang đánh tao này, đánh con tao này, đánh tao này, bây giờ bầu cử là còn sang năm là có mấy tháng nữa nó đến rồi, mà bây giờ quốc hội nó hỏi, dân nó hỏi, bây giờ dân tiền thuế của tôi đâu, công ném hết qua kia rồi à, sao có được cái gì không, không được gì hết, khó cho tao chứ. Cho nên là bây giờ Biden nó nói thì rõ, nhưng mà Zelensky ống máu thì máu, tôi nói thật khi mà ông này ông rút ống thở ra cái hết thở kể cả coi như là đang tim đang đập thình thịch thì chả phải yếu, rút ra là chết, nhưng mà nó cố nó cương cương được cái gì nó cương cương đến cùng, còn không được thì thôi, không thì em trốn qua anh em sống. Có một số bạn bảo là đi qua Mỹ qua luôn, không có, nó cũng phải về cái đã, về xem còn gì mà. Vét nốt rồi nếu đi đi sang Anh hoặc Israel, nhưng mà Israel nghe nói là không rồi đấy, nên là no rồi, còn Anh thì nó không biết tiếng Anh là no không thì tôi cũng không biết, nhưng mà hiện nay thì nó đang ve vãn là như vậy. Mày cứ khỏi lo đi, mày cứ đấm theo ý của tao, thằng thủ tướng con thủ tướng nào lên nó cũng lo cho mày hết, nhưng bây giờ chúng nó sắp bay sạch cả rồi. Còn có thằng Sunak này thì cũng lớp tớp rồi, cũng không biết là lúc nào là lên được thôi, chắc cũng lên được cùng với mày luôn. Thế mày nghe lời hứa của mấy cái thằng nó đi rồi ấy, mấy cái con đi rồi đó. Đấy, cho nên là tôi nói là chưa chắc là qua anh được đâu các bạn nhé. Bây giờ siêu vạc ở đâu thì xin lỗi là coi như là anh bây giờ anh đi đâu người ta cũng biết, nói thẳng là như vậy. Trừ trường hợp là anh cải trang cải tạo thì thôi, mà cả vợ cả con anh thì được, và coi như giấu tung tích cũng giống như đi lên máy bay xong rơi xuống địa trung hải rồi chấm hết, thế thì được, chứ còn loạn quang ở đâu cũng bị hết.
khó cho anh Zelensky thì chứ không phải đơn giản. Rồi cái tình hình trong mặt trận thì nó cũng có một số cái điểm, nhưng mà tôi sẽ nói sau một tí, tại vì là nó cũng có nhiều. Tại mặt trận thì thông thường buổi sáng và đến buổi chiều thì nó không có nhiều lắm, nhưng mà nó lại hôm nay nó lại có nhiều, nhưng mà nó lại mang cái tính phổ quát, chứ nó không có mang tính cụ thể lắm các bạn nhé, chứ không phải là đánh rô tí đa rồi bắn được 2-3 thằng, ví dụ như là nó không phải cái dạng đấy, mà nó cái dạng phổ quát hơn, là thí dụ như là đánh bom đấy nọ kia. Thì Wagner hiện nay như sáng chúng ta nói rồi, tức là bây giờ chính thức là đã gắn mắt tại khu vực này các bạn nhé, hai khu vực này. Thì tôi sẽ có cái ấy cho chúng ta thấy, một tức là Klitschka là anh đã đứng ở đấy rồi, và hai là chỗ anh chưa đứng cái chỗ Robotina đâu, anh đang đứng ở Tomac. Tomac tức là cách Robotina 16-20 km về phía tây nam, tùy theo cái chỗ. Nếu cách Robotina khoảng 24 đấy, mà cách Novoprokhorovka thì tầm khoảng 16 km là về phía tây nam hướng Melitopol. Thì hiện nay các anh về đây, còn một số thì các anh vẫn bên Belarus, thì chúng ta nói sáng rồi, nằm ở Brest, Hrodna và gần chỗ Vilnius. Đây là chỗ mà các cái vị trí rất là gọi là đắc địa. Mà hiện nay thì anh Ba Lan rõ ràng, và bây giờ mấy anh Litva giáp với Belarus bảo bây giờ là sợ thằng Wagner quá, bây giờ phải tấn công Belarus trước, thì bây giờ nó xịt cái ngòi ra rồi, thì bây giờ ông đại tổng tấn đi, chúng tôi đang ăn ở ngon lành, đang vui đùa sông nước hữu tình, tự nhiên hôm qua ông bảo là chuẩn bị đánh ông, là đánh cái gì, mà Wagner đi rồi, đi hết rồi, được chưa? Đấy, bây giờ là đi về Luan, đi về chúng tôi đi đâu là cái việc chúng tôi. Đấy. Cái việc của chúng tôi chắc là đi sang các hướng này đấy các bạn nhé. Đấy, hướng này đấy. Tí là chúng tôi nói tiếp, hôm nay có nhiều thông tin hay phết. Rồi, Wagner. Rồi hiện nay thì chúng ta biết là cái hôm vừa rồi á. Bây giờ nhá, cái hôm rồi tí nữa tôi nói sau. Bây giờ anh Zelensky anh đi rồi, thì bây giờ là ở Kiev này, rồi Kharkov này, ở Moscow này, ở rất nhiều nơi ở trên cái đất của bên Ukraine này, thì người ta chiếu phim thì nói chung các bạn biết rồi, hoặc là TikTok ấy, thì là coi như là tiếng Nga với Ukraine này nó là một rồi, nó nói tất cả ai nó cũng biết hết, ai nó cũng biết tiếng Nga hết, mà chứ có ai biết đâu, nó tiếng Nga tiếng phổ thông luôn, chứ không phải tiếng Ukraine chính là cái tiếng thiểu số ở đây các bạn nhá. Bây giờ mà tiếng Ukraine nhiều người không biết luôn, chứ đừng nói là cứ là người Ukraine mà biết tiếng Ukraine đâu, biết tiếng Nga hết. Kể cả mấy ông Moldova, mấy ông Georgia này biết tiếng Nga hết, không phải là ấy đâu. Còn trừ các ông Ba Lan lại tiệp biết cái thứ thì ông nói tiếng Slavơ với nhau thì dễ rồi. Còn cái mấy ông này thì coi như gần là tiếng gốc. Thế thì bây giờ nó đang chuyển cái bộ phim, tức là chúng ta sẽ xem cái bộ phim, tôi cũng sẽ post luôn cái phim đấy cho các bạn xem. Tức là hiện nay là coi như là đang đánh nhau, đang bằng chui hầm hào nó rút lên, chui lên cái hỏi là ở đây là phố nào mày? Mà đây là Kiev, nhưng mà ta đang hỏi phố nào chứ không, ta không hỏi thành phố nào. Thế là chúng ta biết là Kiev. Em bảo thế mình định làm gì ở Kiev? Thì ta mua nhà. Đấy, cũng giống như đi Ba Lan chơi của các nơi trước đây này. Đấy, cái bộ phim này thế. Thế cái thằng kia bảo, thế thì mày không thích mua nhà đây? Mà không, ta thích mua nhà ở Odessa kìa. Đấy, Odessa. Ta thích Odessa, ta thích biển. Đấy. Để nói rằng, đấy là một cái thông điệp. Nga sẽ bơm cái mấy cái đám này chứ phải không đâu các bạn nhá. Còn cái nếu mà bạn nào mà thích coi như là cùng với tôi để mà mổ xẻ cái Odessa, đánh Odessa nào tôi sẽ làm việc với các bạn. Đánh Odessa tôi nói dễ hơn Kiev, dễ hơn mấy cái thằng Poltava hoặc là mấy cái thằng khác. Tôi nói thật với các bạn, thậm chí dễ hơn Kherson. Dễ hơn Kherson nữa cơ. Kherson ăn canh qua sông, còn anh này nó cắt 30 giây rồi. Đây tôi vẽ vào đây luôn tí rồi hồi mà chúng ta phân tích sau. Đây chúng ta thấy này. Odessa này, cắt cái cầu này là xong này, đây là biển rồi này, còn sông là thành biển này, đấy, sông thành biển này, đó, còn đây là biển thành sông này, đấy, còn cái đất vàng này của Nga rồi, Kanishka là của Nga rồi, thế thì ông Odessa đây, ông cắt cái cầu này là coi như bên này là khỏi qua này, bây giờ ông từ bên này ông cứ cắt ngang qua đây, ông trấn giữ quân đội ở đây, được chưa, đấy, còn thích thì lấy luôn toàn trên này thì vùng núi rồi, thì coi như thích thì chiếm luôn, thằng nào vào đây được, biển vào à, làm sao có chuyện đấy. Bên sông này qua cũng không thể được rồi, bên này sông này qua làm sao được, nó cũng giống như Kherson, làm sao anh qua sông này được, làm sao anh qua biển này được, còn ba mặt sông chứ thằng Kherson nó chỉ có một mặt sông thôi các bạn nhé. Tôi nói là lấy đây là 30 giây, chỉ cần lính dù nhảy vào đây 1-2 lữ đoàn xong rồi là tiếp tục là coi như đánh lên,
Còn cái thằng nào ở đây thì bơm trước là nằm nắp bấy ra rồi tôi đã vào thì có cái gì đâu mà. Còn nếu mà nói cụ thể tôi sẽ nói khác, nhưng mà đấy nói là khái niệm đấy thôi. Cho nên chúng ta nói là coi như cái vấn đề mà Odessa nó đơn giản lắm, thì có thể là Nga nó sẽ lấy đấy các bạn. Ngoài ra thì chúng ta biết là cái khu vực Odessa đây, là Odessa đây đã nói thì nói luôn, đây là cái Odessa. Đấy, Odessa tức là cái vùng này, vùng này là của Nga, vùng vàng này là của Nga các bạn nhé. Đấy, còn bên này là của Moldova rồi. Đấy, còn bên này là của Rumani. Đấy, thì đây nó là Odessa nằm này này. Đấy, còn ven cái sông này luôn. Đấy, ven sông này, cái rẽ này là rẽ này xuống là Sulina là cái cảng của Rumani rồi các bạn nhé. Nhưng còn rẽ cái sông mà rẽ ra đây tôi biết là của Ukraine. Đây đất Ukraine đây các bạn, đất Odessa. Đấy, thì chúng ta thấy cái chỗ Odessa này thì nó có một con cái biển nó ăn sâu vào tới trong này, còn cái chỗ này nó cũng ăn sâu vào tới cái chỗ đất Nga luôn này. Thì có cái gì dễ không các bạn thấy dễ không? Đấy, bòm bòm xung quanh cái là vào thôi, nhảy dù qua. Còn cái dân Chaniska nhảy qua luôn. Còn cái trên này vùng núi Cáp rồi, các bạn biết là cái vùng bắt đầu giáp là phía tây nam của Ukraine là hệ thống núi Cáp, thì các cái khu vực này trước đây có một con đường mà đi tới mà có cái cầu tự nhiên gãy đấy. Người ta nói là trời là coi như hại Ukraine đấy, là gãy cái cầu lớn nhất, hay có thể nói là xe tăng đi qua được thì gãy rồi, còn bây giờ mà đi xe tăng đi qua những cầu khỉ như của Nam Bộ mình thì làm sao mà đi cho được. Đấy, nó là như vậy. Thế còn bây giờ rõ ràng ấy là coi như là nếu mà cái chỗ này thì còn chúng ta nói là còn có thể khó, nhưng mà thì nó lại giống như chỗ này với chỗ này thôi, gì đâu, nó giống như chỗ này với chỗ này thôi chứ có gì đâu các bạn, nó giống ở đây thôi, giống ở đây, đất liền với đất liền như thế. Thế còn từ đây mà anh qua Kherson thì anh qua cái sông này ấy, qua cái sông, vượt cái sông mà đây nó là lưu vực này, tức là nó hạ lưu thì bao giờ nó cũng rộng hơn là thượng lưu so với gọi là cái đầu nguồn. Thế thì rõ ràng là anh qua vượt qua sông này là cả một vấn đề. Còn trong khi đó thì ngược lại thì bây giờ nếu mà ông đây là Odessa thì nó cả vùng Odessa to như thế này, nhưng mà thành phố Odessa nó chỉ có chừng này thôi, với cái chỗ mà Chornomorsk tức là cái cảng này cũng là một cảng lớn, còn Odessa cũng có một số cảng nữa. Thế là bây giờ là anh vào anh chụp cái chỗ này xong cái là anh cứ bảo vệ cái ngoài này thì nó nào vào được dễ gì, thì nó giống Edo nhé với Lugan với để chỗ Zaporizhia này này đấy, coi như ông đánh còn một năm nay ông kiếm được mấy cái làng đó, mấy chục ngàn chơi đi. Đấy, mà vùng này nó khác, nhưng còn cái vùng biển nó của tôi rồi. Rồi thế thì chúng ta mới nhìn thấy này, đây là ông Kherson này. Đấy, đây ông Kherson mà bên kia đang kiểm soát. Thế còn đây là cái ông này là ông Mykolaiv này. Đấy thì ông còn cái đoạn này là đoạn ra biển này. Hai cái chỗ mà sâu vào đây này, đây đi sâu vào đây là cũng là toàn cảng không này, chúng ta đã sỏi rồi. Cảng không. Thì ông hãy phải lượm luôn thôi thì cái chỗ này đâu phải lo nữa. Chỗ này đâu phải lo nữa. Đấy, cho nên là tôi nghĩ là làm cái mầm giống như cái dầu năm ngoái đấy, bắt đầu vào là Kiev đầy được các cổ khắp nơi, ai làm gì được đâu. Mà bây giờ nếu mà đánh thì rõ ràng ấy là tại Nga có kinh nghiệm hơn rồi, đánh như thế nào có kinh nghiệm hơn rồi. Còn cái dân ở đây, tôi nói dân bây giờ nó cũng chán lắm rồi, chán chiến tranh lắm rồi, bây giờ thích tiếp tục là như thế này nữa, hay là coi như là bây giờ bọn tao đến đây là mọi thứ sẽ im hết, êm hết. Mà trong chúng ta biết là Odessa, Kharkov là toàn dân nói tiếng Nga rất đông, thì nó cũng giống như Crimea này thôi, thì nó đơn giản, chẳng qua nó là liên cư liên địa thì thế thôi, thì sẽ rồi làm xong rồi bắt đầu đàm phán này. Thì bây giờ nó về nó bảo em xin đàm phán, cái mà lại nói không đàm phán thì cũng khó. Đấy, cho nên là bây giờ là phải đánh, sau đó đàm phán. Thì tôi biết là các bạn cũng như ý chí các bạn cũng giống như ý chí tôi rồi, những người mà gọi là thân Nga thì chúng ta thấy như vậy, và lấy luôn cả cốt, còn Kiev kệ khỏi cần luôn, cứ một đường thôi, đơn giản từ Chernihiv này. Chernihiv này, từ đây là biên giới với Belarus này, Nga này. Thôi thì chơi Belarus xuống được, né cái ép ra cho mày trả nợ. Rồi, trả xuống chỗ Chernihiv rồi, tính xong. Còn nếu mà không thích thì thôi, lấy các cốt rồi xuống đây cũng được. Gì đâu mà, một là lấy cái phần này thêm, hai lấy thêm phần này. Còn nếu mà ngon à, chọc tao phải không? Tao mà điên lên thì đi hết luôn nha. Ba Lan đâu? Muốn thành một quốc gia riêng hay là giống như thằng này? Im qua bên đấy mà đừng có lắp lên đâu, tới đêm chơi nghỉ mát chỗ này, thành phố đẹp lắm này, chơi nha, chứ đừng có qua đây lờ vớp lờ viết này. Rồi bây giờ chúng ta nói chuyện vào mặt trận này, nói lờ vớp tôi nói luôn mà mặt trận luôn. Ngày hôm qua thì chính thức là Nga đã bơm vào cái lờ vớp này, coi như là một số cái cơ sở hạ tầng nặng đấy các bạn nhé. Chúng ta cũng xem cái hình ảnh cái video. Cái thứ hai là Kharkov,
là cũng nặng. Hôm trước là vào cái nhà máy sửa chữa xe tăng, sửa chữa và sản xuất xe tăng, thì lần này là vào một cái nhà máy gì đó, nói chung là về quốc phòng. Tiếp theo là Sumi. Sumi này thì thế nào mà coi như phát hiện ra coi cả một cái vạn này. Hôm trước là chúng ta nói là cả một cái vạn như thế này, cả cái vạn này, đây cái vạn vạn biên giới là hiện nay này của Ukraine và Nga. Còn đây đúng ra là cũng cả đây, nhưng mà bây giờ là bên này Luhan là của ấy rồi thì bỏ rồi, thì cái khu này là coi như là của Nga rồi thì không nói là đây, đây. Thế còn cái khu này thì tôi vẽ lại này, khu này thì nó gồm có nó giáp với ba tỉnh: một Belgorod, hai Kursk, ba Bryansk. Nhưng mà hôm nay người ta mới phát hiện ra đây này, là chỗ này tiếp sao mà lắm Iskander thế, chỗ Sumy đây, đây chỗ này coi là bên này là Sumy, bên này là Kursk. Đấy. Còn ông này là Charyov thì bên này Bryan, còn ông này Belgorod thì bên này Kharkov. 1.000 em, tức là hiện nay là có 1.000 cái Iskander nó đang chĩa qua đây các bạn nha. 1.000, không biết là bao nhiêu cây số, mà coi như là 1.000 em ở đây. Và 53.000 quân, thì 53.000 quân thì chúng ta được biết là coi như là sẽ đi xuống dưới chỗ này. Đấy. Bây giờ là như hồi sáng chúng ta nói rồi, đã ăn đến 4-0 rồi, không thể cho nó gỡ 4 đều được rồi lại làm lại từ đầu. Phải giữ đến cùng, phải bảo vệ thành quả. Rồi anh Wagner anh về đây rồi, một số rồi. Anh về đây một số rồi, thì chúng ta nói rồi. Đấy là Sumy. Tiếp theo, Remy. Tôi đọc tên từ em tí nữa là có em nào mà sót thì giơ tay nhá. Em Remy tức là cái em cảng ở trong sông Danube trong cùng đây này. Thì hôm qua là cũng tơi bời luôn một lần nữa. Đấy. Nghe nói là cái đoàn có hai cái đoàn tàu mà coi như anh Zelensky anh đang dẫn vào đấy. Đấy, đi nép nép là theo 12 hải lý, theo đúng coi như tiêu chuẩn công ước quốc tế 1982 về biển. Rồi anh chui vào đây, anh chui vào đây. Ta biết mày vào đâu rồi, bơm luôn cái này rồi nhá các bạn nhá. Ngày hôm qua lại bơm tiếp, còn hôm nọ thì bơm ở Ismail, tức là cách đây IO Ismail, còn cái hôm cách đây khoảng một tuần thì là bơm vào cái cảng là Kilina ở đây. Đấy, bây giờ hôm nay là bơm trong này. Rồi tôi điểm danh lại xem có đủ chưa này. 1. Remy có. 2. Lvov có. 3. Kharkov có. Rồi thế thôi. Còn Sumy thì là Nga đang áp sát. Đấy, áp sát Sumy. Không biết là tại sao áp sát đây, có phải là có ý đồ là coi như là vào đây là cái là đi lên đây để cho nó gần không? Rồi đi lên đây cho nó gần không? Chứ không thì nếu mà từ ông này đi lên đây thì ông này xa quá. Thì lấy ông tỉnh, có 3 tỉnh giáp mà các bạn. Thì ông làm cái tỉnh ở giữa. Cũng có thể có ý đồ. Mà hiện nay các báo chí của Ukraine người ta đang nói là hình như là Belarus đang dập rình mấy cái chỗ này các bạn nha. Đấy, dập rình mấy cái chỗ này. Đấy, thì không biết là có vấn đề gì không hay là như thế nào. Và còn các anh Ba Lan thì đang dập rình ở các cái chỗ này. Đấy, đang dập rình. Ngã ba rồi đỡ bốp. Trên này thôi, chứ còn phía dưới này thì chúng ta thấy đây là cái vạt núi Carpat này. Cái vạt núi này cao lắm. Đấy, đây là núi. Thì bên châu Âu là có mấy núi đây, đây các cái khu núi này, Carpat với Alper, nói chung là các cái khu vực núi đây là nó cao thì nó cũng chả dại gì, nó đi lên núi này để đi xuống đồng bằng. Tình hình hiện nay là như vậy. Còn chúng ta thấy là rõ ràng là có như sau cái tập trận bây giờ đây tương đối êm rồi. Đấy. Rồi bắt luôn cả một số cái ông điệp viên để viết là êm rồi, thì ông cứ nói chạng không phải là chuẩn bị tấn công rồi lấy lại cửa rung rồi đúng thứ trên đời ấy, hùng hổ hổ thế bây giờ đánh đi lấy đi. Đấy, cái đám này nó rút tập trận hết rồi, bây giờ bảo mai nó tập trận trở lại. Đấy. Rồi tiếp tục là coi như là bới lông tìm vết xem còn thằng hai mang nào nữa không, là coi như là đánh. Đấy. Hôm qua có một hai cái bay cả cái trên chỗ mà Ryazan ở trên kia cũng định bay vào cái máy lọc dầu ở trên đấy, nhưng mà cuối cùng là bị bắn hạ, bị áp chế điện tử. Đấy thì chúng ta thấy nhìn thấy các cái toàn bộ như thế này thì chúng ta thấy là rất là yên tâm. Thì rõ ràng là còn cái vùng Robotina này thì thôi nó chả đánh nữa. Rồi cái vùng mà coi như là cái mỏm Vremica này thì là coi như cứ qua thằng nào là thịt thằng đấy. Còn rồi bây giờ cái chỗ Nam Donetsk này, Nam cái gì Bakhmut này, Artemov. Rồi thích thì cứ vào đi. Nút hiện nay đang gọi là cứ cho là thua đi. Nhưng mà thực tế cái làng Androvka thì chúng ta biết có 100 dân. Còn cái làng Krichivka thì người ta nói bên đấy 80%, nhưng thực tế là như bên này 20% thôi, còn khoảng 60% là nhà hoang, thằng nào vào đấy là thằng chết. Người ta đã chạy đi thì ông lại tưởng là của ông. Không phải, chạy đi và ông không dám vào. Đấy, cái chỗ Krichivka này nó là như vậy. Còn chỗ Kupian thì ông chỉ lấy được một tí cái chỗ ông Sinkovka này thôi.
còn cả cái vùng này là cái vùng nguy hiểm lắm. Đấy. Hồi sáng là cái bơm một phát là cái chỗ mà chỗ Kremlin đi qua là cái chỗ Liman đấy, là trúng một cái kho mà đánh một quả tên lửa mà trúng tùm lum. Đấy, coi như là chúng thường thường là bơm phát trúng kho đạn, thì quả này trúng cả kho đạn, trúng cả kho hậu cần, trúng cả xe tăng, trúng cả coi như là nhân lực, quân lực, đấy, trang thiết bị, đấy, là cái phớ lớn cái chỗ này, cái chưa chưa thấy là toán này. Đấy, bây giờ là các cái ông mới 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 nhận việc ở cái bộ phận này thì có khi là bây giờ là nhận cái báo cáo là tá tá là tâm tình hết, thì chả hiểu thế nào, coi như là chúng này lãnh đạo đánh đấm kiểu gì mà ta thấy là báo cáo toàn thương vong, với lại coi như đổ bể vỡ rồi những là nổ rồi gì tùm lum hết. Đấy, cho nên là bây giờ báo sang anh kia thì anh kia anh đang 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 dẫn vợ đi lang thang bên kia rồi, chưa có thời gian, với lại con vợ nó đang ngồi viết diễn văn, viết đang chấm phẩy sửa chữ chiết câu chữ để cho ông, để ông xin làm sao cho nó ngược. Đấy. Gì đâu mà quan trọng. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta thấy là hiện nay trong cái mặt trận này thì hôm nay là Nga là bơm tiếp tục bơm qua cái khu bên này. Đấy, bơm qua khu bên này là coi như là đau đớn lắm. Cũng chưa là toán đây. Đấy. Bom dẫn đường Pháp SAB các bạn nha. Là toán này các bạn xem cái video. Còn ngược lại thì bên này thì là coi như là một cái F một cái UAV của Nga, của Ukraine, nó phát hiện ra một cái hệ thống pháo của Nga thì nó bơm vào đây. Đấy, thì chúng ta có thể nhìn thế này cho nó nhìn dễ. Rồi, đây Nga thì bơm vào cái này. Đấy, còn bên Ukraine thì nó bơm vào cái này. Đấy. Đây là khu vực dưới này. Còn robot thì nè. Robotina đây thì nói chung cũng không có vấn đề gì các bạn nha. Để tôi xem lại nào. Nói chung là nó không có gì cho nên là cũng không có để ý. Đúng rồi, cũng không không có gì cả. Nói chung là cũng là lượm một vài em thôi. Từ cái vụ mà hồi sáng là coi như có mấy chục em thì bây giờ cũng vậy thôi. Còn cái chỗ trên cái mỏ Vremica này thì đấy, hồi sáng thì xuống hai cái chỗ này thì bị đẩy lùi. Còn vứt cái xác xe tăng trở lại, còn tất cả chạy, thằng nào chạy thoát được thì về thì chạy. Còn thằng nào không thoát thì bị bắt hoặc bị giết. Rồi. Còn tấn công 5 mũi vào cái khu vực này thì sáng là coi như là tấn tấn hết ra rồi. Đấy. Hiện nay cái khu vực này nó là thế này các bạn nhé. Người ta nói lại là cái chỗ này ấy, là Stromajor này là coi như là Nga đã chiếm được 50-50. Còn cái Urasna này á thì là coi như là vẫn là của Ukraine quản lý hoàn toàn. Còn ông Novodonetsk này là của ông Nga. Và đây Novodonetsk đây là của ông Nga, còn đây là Novomajorska là của ông Nga. Đấy. Nó là như vậy. Thì hiện nay là ông Nga là coi như là hai cái chỗ mà họ mới tiến công là không tiến công được, là vẫn giữ vững. Còn cái khu vực mà cái mỏm Vremica xuống cái sảnh này á thì là coi như Nga đang cố gắng lấy lại luôn cả hai em này. Nếu mà lấy lại được hai em này thì nó thành trì rất là vững chắc, cùng với Pryotina ở đây nữa thì coi như là nó thành một cái, đấy chúng ta nhìn thấy một cái thẳng hàng như thế này đấy, nó giống như là một cái hệ thống phòng ngự rất là chắc chắn. À đây cái màu này quên, mà hay bị răng quên mà đấy, thì nó sẽ rất là chắc chắn ở khu vực này, anh xuống làm sao được. Mà hôm trước là chúng ta đã bàn nhau chán rồi, là coi như đừng có để nó xuống Stromenoska này, cái đây là cái ngưỡng cuối cùng đấy, làm sao mà không xuống được. Thì rất là hay, các anh đánh rất hay, đánh này hiện nay không xuống đây được, mà không những lại không xuống sâu được mà lại còn mất thêm cái chỗ trên này đấy, cái đấy là chúng ta phải ghi nhận. Còn Pryutina này gần như là vùng sâu vùng xa so với cái mỏm Vremica này, nhưng quả thật là không thể, là đây là không thể chiến bại. Tại chúng ta biết là khu vực này là cái đấy, buổi sáng mà tôi vẽ là mô phỏng thôi, là đây này nó cứ là cái anh Canama anh cứ quạt quạt cứ qua cái khu vực này thôi, hai chiếc thôi. Còn lâu lâu thì nếu mà thấy vắng vắng quá thì một chiếc, còn một chiếc để điều xuống Robotina chơi cho vui, và Repuve cái thằng nào qua là bơm đấy, nó cứ thế này. Mà cái anh này bây giờ anh là tàng hình, anh đứng nấp trong này và anh ra tới đây thì thằng nào mà bắn được anh ấy. Đấy, tức là anh K52 này là anh bây giờ bữa nay anh tích hợp cái loại tên lửa bằng xa 15 km. Đấy, là như vậy. Hồi xưa anh ở đây thì anh bơm ra tới tận trên này này, hồi đấy là cũng có mấy cái thằng HIMARS với mấy cái thằng MRNS đây là trên này là anh quẹt hết. Thì bây giờ anh xuống dưới này thì bây giờ anh đứng trên này anh quẹt thôi, qua là chết thôi, rứa thôi. Rồi còn khu vực Krishivka thì cũng không có vấn đề gì, nó coi như là từ sáng giờ vẫn vậy thôi. À, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vấn đề cái chip F-35 của Mỹ các bạn nhé. Cái này là hiện nay nó đang nằm hết trên cái mặt báo của thế giới.
À, nãy giờ nói hăng quá, xóa đi các bạn nên cháy mất giao bán rồi. Còn hai cái hạng mục này hay lắm, mà bây giờ là hai hạng mục này thì thôi tôi cũng nói nhanh cho rồi. Như chúng ta biết là cái vụ mà hôm mà ông Blinken ông đến Kiev đấy, xong ông nói là coi như hạn cho thằng cu hết tháng 10 này là cu làm được rồi không, để không làm là coi như tạm gạch tên này. Thế thì coi như là cái ngày hôm đấy các bạn còn nhớ là tự nhiên là bên Zelensky thông báo là coi Nga là đánh tên lửa vào một cái khu chợ chủ công Stantinov ấy. Đấy, đánh vào cái khu chợ đó. Thế là coi như là với bảo là đổ thừa cho Nga. Đấy, thấy chưa? Nga nó dễ sợ, qua đây ngày nào bom rơi đạn nổ như vậy. Thế còn là toán lên khắp nơi. Nhưng mà Nga thì điềm tĩnh nói là không, các cái vấn đề này là bên đấy là nó tự tạo, nó giống như cái vụ Bucha rồi, giống như là nó đánh vào cái ga tàu Kramatorsk của năm ngoái thôi, xong nó đổ thừa thôi. Nhưng không nghe. Tôi nói tôi đọc lại các cái bài báo là các bạn thấy phẫn nộ lắm, bên phương Tây phẫn nộ Nga lắm, nhưng mà bữa nay bắt đầu im rồi. Tại sao im? The New York Times nó đã nói rồi, nó tự điều tra một cách độc lập, nó bảo thôi ông ơi, ông bắn nó đầy đủ các loại bằng chứng. Thứ nhất là nó là dân người ta nói là nó bay từ đâu tới. Cái thứ hai nữa là tức là các cái hệ thống camera là nó cũng biết nó là từ đâu tới. Rồi bắt đầu trên các cái camera nó nhìn nó soi xuống cái trên nóc xe đấy. Đấy, tất cả cái nóc xe chứ không phải một cái xe màu xám đấy đâu, màu xe sao màu xám, sau đó là cái xe kia văng nó đi chỗ khác thì nó lại ra ngoài, thì cái đấy là cái chuyện chuyện nhỏ. Tất cả các trên cái nóc xe thì nó có bóng mà nó kim loại, là nó có ánh kim đấy, cho nên nó soi là nó thấy luôn cả cái đường của cái tên lửa bay. Và cái đặc biệt hơn đó là coi như là các cái mảnh đấy thì là nó gọi là mảnh tên lửa Buk 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 đấy, là của là Ukraine. Đấy, nên là bây giờ thứ nhất đấy là tôi không cần xin lỗi. Hồi xưa chúng mày chửi Nga quá rồi, tôi bây giờ chửi qua chửi lại chả tin ai, nhưng mà thôi không cần xin lỗi Nga, không cần xin lỗi cái chuyện đấy. Cái chuyện là chuyện mày mày nói rồi mày nghe đấy, còn tao thì tao không nghe rồi, còn bảo tao thì tao bảo tao không phải thôi. Đấy, thế là coi như là bây giờ và báo chí Mỹ nói rồi, bắt đầu là mà khi mà báo chí Mỹ mà nó nói lên là bắt đầu là giới chức Mỹ bắt đầu là om sòm lên. Đấy. Rồi các nước phương Tây là bắt đầu lên chỉ trích là sao mà man rợ thế, sao mà nó đánh nhân của mình, thử đánh thì bắn nhầm đi được, chứ còn bây giờ đánh trực tiếp vào đấy không biết là người đấy là người Nga hay là gốc Nga thì chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng như thế là đánh vào cái khu chợ của mình đang quản lý, như vậy là không có được. Rồi thì đánh nhầm thì thôi thì im đi cũng được, là còn đi đổ thừa cho là bên kia là đánh thì là tội quá nặng đấy. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến chính sách tiếp theo. Rõ ràng là tài trợ cho cái chế độ này á, là không biết là mình đang tài trợ cho ai và làm cái gì. Nó đánh ai? Nó đánh cả dân nó chứ đâu phải đánh cái quân Nga không đâu. Đấy, cho nên là bây giờ mà qua mà nếu mà Biden này là đưa một sắp tờ báo này, New York Times này, Washington Post này, đấy mày đọc đi. Có đúng không? Tái mặt ngay, mày đừng có giỡn tao mày. Tao 80 mấy tuổi rồi. Mày gấp đôi tuổi tuổi cha, tuổi ông đi rồi mà mày cứ đòi. Thế là bây giờ mày đòi cái vũ khí à? Bây giờ mày qua mày tiếp tục mày đánh Kiev hay là mày đánh đâu? Đánh dân, đánh thằng Nga hay đánh thằng này? Khó ngay thôi, bây giờ tao biết rồi. Tao thì tao cũng đang muốn rút đây, thì bây giờ ý là tao nói như thế để cho mày biết là thứ nhất đấy, đánh thì ăn bụng phải chùi mép, mà đừng có sủa. Đã ăn đã chùi không chùi mép rồi còn sủa lung tung nữa nữa rồi, bây giờ khó ăn khó nói. Ngồi đàm phán với tao, mày cần giỏi mày đàm phán với nó đi, nói mà coi như là con nít nó cứ bày đặt được tao sẽ cho, nhưng mà tao nói rồi đấy, tao không có, tao rút ống thở bất cứ lúc nào, cho nên mày liệu đi, chứ còn bây giờ mà đến khi mà là cứ ối ối rồi coi như là bơm thêm cái này nữa là coi như sẽ đánh thắng, bơm thêm cái nữa là sẽ lấy cái tỉnh này, bơm thêm cái này là lấy Donbass, bơm thêm tí nữa là lấy luôn Crimea, bơm thêm tí nữa là không còn một bóng quân Nga nào ở trên đất Ukraine. Tại nghe mày nghe hoài rồi. Còn cái vụ máy bay thế này các bạn này, chính thức là quân đội Mỹ ngày tối hôm qua giờ địa phương của Mỹ, tức là giờ trưa nay của mình đây, thì đã thông báo đã phát hiện ra cái mảnh vỡ của cái chiếc máy bay F-35 gặp nạn tại Nam Carolina rồi, sau khi mà phi công này nhảy dù thoát và hiện nay là cũng đã tỉnh táo rồi. Thì cái căn cứ này là liên hợp là Charleston đây này các bạn này. Đây. Cứ đầu sáng chúng ta đã vào đây rồi đây, thì có thể nói là cái thông báo đã nêu rõ là cái căn cứ này đang bàn giao quyền chỉ huy hoạt động tìm kiếm thu hồi cái chiếc máy bay này cho thủy quân lục chiến Mỹ, và người dân nên tránh xa các cái khu vực này trong cái lúc mà các đội binh sĩ và đảm bảo an ninh của các cái
bãi mảnh vỡ này, mà người ta cũng sợ là các cái mảnh này là nó vào tay của các cái đối tượng là có thể là không ấy lắm, cho nên là họ cũng đang cấm như vậy. Nhưng mà hiện nay quân đội Mỹ cũng chưa công bố bất cứ một hình ảnh nào về các cái hiện tượng của vụ rơi máy bay này. Thì như chúng ta biết là cách đó trước một ngày, 24 tiếng đồng hồ thì có một cái máy bay nó bị rơi, gọi là Lightning II của phi đội huấn luyện tấn công của thủy quân lục chiến Mỹ đấy, đang thực hành chuyến bay thực huấn luyện tại khu vực Beaufort của Nam Carolina thì gặp sự cố. Thì người phát ngôn của phi hành đoàn của máy bay thủy quân lục chiến số 2 cho biết là phi công ở trên chiếc này đã nhảy an toàn. Và có một chiếc máy bay khác cùng bay với chiếc này, nhưng mà rất may là coi như là chiếc này đã hạ cánh được, tức là không phải là hai chiếc mà va chạm. Thì đại diện thủy quân lục chiến Mỹ ở căn cứ này người ta cũng nói rằng là lúc đó thì cho biết là thực tế là cũng chưa tìm thấy cái máy bay này, cái xác máy bay này, cũng không biết là lý do tại sao nữa. Đấy, cho nên là đến bây giờ thì người ta bắt đầu buộc phải công bố thôi. Đấy, thì coi như là cho biết là đang khoanh vùng và cũng nói là công dân nó kia, nhưng mà hiện nay đã công dân đã phát hiện ra rồi. Nhưng mà có một cái vấn đề là bây giờ người ta đang cãi nhau om sòm là tại sao mà bây giờ mà cái máy bay như thế vậy mà lại không biết. Trong cái tuyên bố của ngày tối qua, tức là giờ này của Việt Nam này, thì bên thủy quân lục chiến Mỹ là cái tướng Smith đấy, là quyền chỉ huy thủy quân lục chiến này, chỉ đạo là tạm đình chỉ các cái hoạt động trong 2 ngày đối với tất cả các đơn vị hàng không trên toàn lãnh thổ Mỹ, tất cả các lực lượng, để mà coi như để mà làm gì, giống như mình cháy mini, chung cư mini là bắt đầu là rà soát hết cả nước thôi. Rồi các nguyên tắc cơ bản của hoạt động an toàn bay này, an toàn mặt đất này, quy trình này, bảo trì để khởi hành như là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, bây giờ rà soát là hết. Nhưng mà chúng ta biết là F-35 này là một trong 3 cái loại máy bay phản lực cỡ nhỏ được sản xuất cho quân đội Mỹ, được Washington và các nhà không phải là các nhà, mà cái là do cái công ty, cái tập đoàn mà chúng ta nghe nhiều đấy là Lockheed Martin là nó sản xuất, là một trong những cái máy bay có thể nói là tiên tiến nhất trên thế giới từng được phát triển của Mỹ đấy, được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và tấn công. Thì máy bay này được thiết kế được trang bị cái bom dẫn đường các bạn bằng laser trên cánh và tên lửa tầm nhiệt không đối không IM-9 có khả năng làm giảm cái tín hiệu radar để mà tàng hình. Đấy, tức là radar mà không phát hiện ra thì coi như có nghĩa là không thấy, thì nó gọi là nó tàng hình thế thôi chứ có gì đâu. Tức là tóm lại nó làm sao mà là radar không thấy. Cho nên khả năng tàng hình nhiều khi nó cũng là nguyên nhân để cho Lầu Năm Góc là không liên lạc được với máy bay này. Đấy. Các đồng minh của Mỹ là hiện nay là có những thằng Canada, Đức, Phần Lan đã đặt cái F-35 rồi. Còn mấy cái ông cỡ Thổ Nhĩ Kỳ cái F-16 còn chưa được thì cũng nói. Thế thì hiện nay là văn phòng trách nhiệm giải trình của chính phủ Mỹ thì cho biết là cái chương trình máy bay chiến đấu tấn công F-35 này á, là chương trình hệ thống vũ khí đắt tiền nhất của Lầu Năm Góc, và ước tính là coi như là sẽ phải tiêu tốn là 1,7 nghìn tỷ để mua, vận hành, bảo trì máy bay cũng như là các cái hệ thống trong suốt cái vòng đời của cái máy bay này, từ khi sản xuất cho đến khi mà nó kết thúc sứ mạng. Thế thì bây giờ là người ta trong cái báo cáo 2020 không phải 85 triệu đâu các bạn nhá. Cái dự án giám sát của chính phủ nó đưa ra là một cái chiếc F-35B là có giá trị là 135,8 triệu đô. Chúng ta cứ cho 135 nhân với 2 là mấy? Là 270 là 24, 270 cho là 275. Đấy. Tức là 2.750 tỷ một chiếc các bạn nhá. 2.700 một chiếc. Các bạn có thấy khiếp không? 135,8 triệu chứ còn hôm qua kia là chúng ta nghe là mấy cái phiên bản nào đấy có 85 triệu, 85 triệu nhân với 20 mấy lên là tầm khoảng 200, tức là 2.000 tỷ. Nhưng mà cái này là theo cái báo cáo của dự án giám sát chính phủ Mỹ là một chiếc nó là 135,8 triệu. Thì bây giờ các cái nghị sĩ là người ta đang cãi lên là coi như là tại sao mà có một cái máy bay lớn tiền như vậy mà bây giờ nó bay đi đâu cũng không biết, nó rơi ở đâu cũng không biết, thì các ông giám sát cái gì, các ông đánh đấm kiểu gì. Đấy, cho nên bây giờ nó đau đầu hết các bạn chứ. Thôi cái bản tin này nó cũng hơi dài, thì nó có một số cái nó ngoài rìa một tí, nó không phải trong chiến sự nhưng mà nó cũng liên quan đến cái cuộc chiến của Ukraine, thì tôi cũng xin phép cũng tranh thủ nói luôn, chứ còn nếu mà trong cái quả địa cầu vào buổi tối thì chúng tôi nói về các tin của thế giới thôi. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi, bye bye.